Quỳ Cốc Tử và các đệ tử. Trong lịch sử cổ xưa của Trung Quốc, có một bậc thần bí kỳ tài. Mọi người gọi ông ấy là Quỳ Cốc Tử. Đây là một nhân vật huyền thoại. Ông ấy có bốn đệ tử rất nổi tiếng, đó là Tôn Tẫn, Bàng Quyên, Tô Tần, Trương Nghi. Họ đều là những người tài giỏi xuất chúng, có thể nắm trong tay sự thịnh suy của các nước. Ông ấy là một vị thánh nhân nửa người, nửa thần, dạy đệ tử tùy theo nhu cầu. Thí dụ, ai muốn học đạo lý trị quốc, ông ấy sẽ dạy đạo lý trị quốc. Muốn học đạo lý binh pháp, chiến tranh, ông ấy sẽ dạy về đạo lý của chiến tranh. Muốn học đạo lý trong kinh doanh làm giàu cũng không thành vấn đề. Ông ấy còn dạy một chàng trai ngốc nghếch chuyên giúp ông ấy bổ củi, trông coi nhà cửa, làm công việc lặt vặt, nấu cơm. Người này đã làm việc cho ông ấy 7 năm. Có một hôm ông ấy hỏi, này con, sau này con muốn trở thành người như thế nào? Anh ấy nói, con muốn trở nên giàu có. Được thôi, ta sẽ dạy cho con. 10 năm sau, anh ấy đã trở thành một người giàu có nhất trong nước. Vì vậy, Quỳ Cốc Tử thật sự là một vị thánh nhân. Một ngày nọ, học trò của ông ấy là Trương Nghi đến thăm. Quỳ Cốc Tử nói với Trương Nghi, con có thể giúp ta bắt con chuột không? Trong lúc ta ngồi thiền, nó cứ chạy ra quậy phá, khiến ta không thể nào ngồi yên được. Do ông ấy là một vị sư phụ được các đệ tử rất kính phục. Vì vậy, chỉ cần ông ấy mở miệng nói là các đệ tử lập tức làm theo. Dạ, con sẽ bắt con chuột đó cho thầy, thầy cứ yên tâm. Ông ấy nói, con chuột này chỉ ra ngoài vào ban đêm. Vâng, tối nay con sẽ đến bắt nó, thầy cứ yên tâm ngồi thiền. Đêm đầu tiên, Trương Nghi đến nhà thầy để canh bắt con chuột. Trước 12 giờ đêm, tinh thần của anh ấy còn rất tỉnh táo. Đôi mắt sáng trưng như ngọn đèn pha, nhưng không thấy con chuột nào cả. Đến nửa đêm, anh ấy bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Miệng thì liên tục ngáp và đôi mắt thì như muốn đóng sụp xuống. Cạnh chỗ anh ấy ngồi có một cái kệ sách. Anh ấy dựa tay vào kệ ngủ gật, bất chợt nhìn thấy một cuốn sách. Thời xưa, người ta đều làm sách bằng các thanh tre. Những cuốn sách đó muốn cũng không có vì nó quý báu vô cùng. Đó là cuốn Đại Luận Trị Quốc mà anh ấy rất thích. Anh ấy liền dở ra đọc nghiền ngẫm, thế là cơn buồn ngủ biến mất. Khi trời vừa sáng thì anh ấy cũng xem xong cuốn sách. Vừa lúc đó Quỳ Cốc tiên sinh cũng xả thiền, vươn vai đứng dậy. Trương Nghi bèn đến vấn an thầy. Quỳ Cốc tiên sinh nói, thế nào rồi, tối hôm qua vất vả con quá, con có nhìn thấy con chuột không? Thưa thầy, đệ tử không nhìn thấy con chuột à? Trước nửa đêm con rất tỉnh táo, nhưng sau nửa đêm thì rất buồn ngủ. Lúc đó may mà nhìn thấy cuốn sách của thầy đặt trên kệ, thế là đệ tử đã say sưa đọc nó đến nỗi quên cả buồn ngủ. Chắc chắn đây là sự xếp đặt của thầy cho đệ tử được đọc cuốn sách hay như vậy. Đệ tử học hỏi được rất nhiều, cảm ơn thầy ạ. Đêm thứ hai thì Tô Tần đến trực ca đêm, ông cũng là một người rất nổi tiếng. Trước nửa đêm cũng rất tỉnh táo. Sau nửa đêm, ông ấy cũng đọc sách. Vì Trương Nghi đã nói trước với Tô Tần là đọc được cuốn kinh điển Đại Luận Trị Quốc do Khương Thái Công biên soạn. Cho nên, chưa đến nửa đêm thì Tô Tần đã bắt đầu tìm và đọc cuốn sách này. Cũng đọc cho đến trời sáng rồi mới ra về. Đêm thứ ba, đến phiên Tôn Tẫn. Anh ấy cầm theo cây gậy đến canh bắt con chuột. Mày mà xuất hiện, ta sẽ đánh mày. Không cho mày phá rối việc tu hành của sư phụ. Anh ấy mắt mở trừng trừng không dám ngủ suốt cả đêm mà tìm chuột để bắt. Cuối cùng chờ đến sáng thì con chuột cũng len lén chạy ra. Nó giống như một tên trộm đang bò lên bàn sách có quyển binh pháp. Tôn Tẫn đã đập và bắt được nó, nhưng sư phụ cũng bị tiếng động làm giật mình thức dậy. Có chuyện gì vậy con? Tôn Tẫn nói, thưa sư phụ, con đã bắt được con chuột rồi ạ? Con xin lỗi vì đã gây tiếng động lớn khiến thầy giật mình.
Quỷ cốc tử nói, đêm hôm qua chắc là con mệt lắm rồi, con có làm việc gì khác không? Dạ không ạ, con chỉ canh để tìm bắt con chuột thôi ạ. Mãi đến khi trời sáng nó mới chạy ra, hai đêm trước đó, hai người đệ tử kia thực chất là đến để đọc sách, muốn được tiếng thơm lây từ sư phụ. Thật ra, sư phụ muốn cho họ đến đọc sách chứ không phải bắt chuột. Thế nhưng, đến phiên Tôn Tẫn thì lại không có cuốn sách nào cả. Một thị giả thân cận nhất của quỷ cốc tử đã hỏi ông ấy. Sư phụ, thầy đã thiên vị rồi. Khi Trương Nghi và Tô Tần đến, thầy để cuốn sách Đại Luận Trị Quốc ở đó cho bọn họ đọc. Thầy cho rằng Tôn Tẫn ngốc nghếch nên thầy bắt nạt anh ấy, đúng không ạ? Anh ấy có hơi chậm chạp nhưng là người đơn giản và trung thực, ít nhất thì thầy cũng nên cho anh ấy một cái bánh cũng được. Anh ấy thức suốt cả đêm và đã bắt được con chuột, vậy mà không được gì cả. Quỷ cốc tử nói, ta biết con rất bất mãn về ta, cho là ta không trọng người trung hậu, đúng không? Thật ra, làm sư phụ thì điều quan trọng nhất là phải hiểu rõ đệ tử của mình. Hiểu rõ cá tính, nhân cách làm người và nền tảng của mỗi một đệ tử. Trong số họ, có người đến là vì lấy cái danh. Có người thì muốn đoạt được thiên hạ. Có người thì muốn mang lại hòa bình cho thế giới. Duy chỉ có Tôn Tẫn là không muốn gì cả. Dù ta có cho anh ấy đọc sách cũng chẳng có lợi ích gì. Thị giả nói, thầy cũng có thể dạy cho anh ấy về quân sự mà. Sư phụ nói, nếu một nhân tài khoan dung trung hậu như vậy mà chỉ học binh pháp thì quả là uổng phí. Anh ấy không có ý định giết người, học binh pháp có ích lợi gì? Cho nên, ta sẽ truyền dạy đạo cho anh ấy. Ta sẽ dạy cho anh ấy cách nhìn thiên hạ, quan sát thiên hạ, thậm chí là đạo giải thoát từ trong thiên hạ. Đây mới chính là điều mà ta muốn truyền dạy cho anh ấy. Vì vậy, Tôn Tẫn đã được sư phụ trao tặng cho cuốn Binh Pháp Tôn Tử. Ngay cả Tôn Tẫn cũng không biết là cuốn sách này vẫn còn tồn tại. Sau khi Tôn Tẫn được truyền đạo xong, cũng được thầy dạy cho binh pháp. Trong khi Bàng Quyên và các đệ tử khác học binh pháp để chinh phục thiên hạ. Để đánh bại quân địch, để chém giết. Thì Tôn Tẫn với tấm lòng nhân từ. Ông ấy học binh pháp là để giúp cho thế giới không khởi chiến tranh. Sự dụng tâm của thầy đối với từng đệ tử đều khác nhau. Ngoài ra, khi sư phụ giao nhiệm vụ cho Tôn Tẫn, ông ấy nhất làm theo lời dặn, không sao nhãng, không có tạp niệm. Không lợi dụng cơ hội trực đêm để làm cơ hội học tập cho bản thân. Vì ông ấy cảm thấy như vậy là không trung thực. Cuối cùng, Tôn Tẫn mới là người thật sự học được đạo và những tinh túy từ quỷ cốc tử. Bàng Quyên cũng là một học trò của quỷ cốc tử. Ông ấy là một kẻ điên cuồng trong chiến tranh. Bởi vì ông ấy nghĩ rằng, thông qua chiến tranh để sử sách và toàn thế giới biết rằng mình là một đại tướng quân tài giỏi nhất thiên hạ. Về sau, những ai là đối thủ của ông ấy đều bị sát hại và Tôn Tẫn cũng không ngoại lệ. Tôn Tẫn suýt nữa thì bị chém đầu. Cũng may là có người đã cầu xin cho tha mạng nên Tôn Tẫn chỉ bị cắt xương đầu gối. Xưa kia có một loại hình phạt gọi là nhục hình, là khổ hình cắt bỏ xương bánh chè. Người chịu hình phạt sẽ bị tàn phế suốt đời. Sau này, Tôn Tẫn được nước Tề đón về trọng dụng, ông ấy đã lén lút rèn luyện binh mã. Sau đó đem binh tấn công nước Ngụy, nơi Bàng Quyên đang nắm giữ binh quyền. Hai bên đánh một trận long trời lở đất, quỷ khóc sói gào. Mấy trăm nghìn binh của Bàng Quyên bị đánh tan tác. Còn đại tướng quân Bàng Quyên thì chết dưới một gốc cây. Tôn Tẫn đã dùng mưu trí của mình để đánh bại quân của Bàng Quyên trong trận chiến này. Sau đó thì không ai biết là ông ấy đã bỏ đi đâu. Tôi tin rằng ông ấy đã trở về con đường tu đạo mà quỷ cốc tử đã truyền dạy cho mình. Lên núi chuyên tâm tu hành.
không để cho thân tâm bị ô nhiễm bởi những điều thị phi và tranh đấu của thế gian. Vì vậy, phải có một tấm lòng chân thành, một tấm lòng cung kính, mới có thể học được chánh pháp.